Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Một đêm định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Biết Hoàng Phượng đang xấu hổ, Thiên Long cũng không trêu chọc cô nữa mà tắm nhanh rồi đi ra ngoài trước. 5 phút sau mà chơi ra, tôi sẽ vào tắm giùm cô đấy. Sợ người đàn ông ngang ngược này Nói là làm Hoàng Phượng cũng không dám chậm trễ Giày da của Thiên Long bị ướt Anh phải mang đôi giày thể thao Vì vậy anh không thể mặc đồ vét Mà mặc quần jean với áo thun Hoàng Phượng một lần nữa Mặc tông xỉ tông với anh Nhìn qua Hoàng Phượng một lượt Anh chỉ cô ngồi xuống bàn trang điểm Cô không muốn hắn ta nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô lúc này chứ Ánh mắt chán ghét của cô quét qua người Thiên Long rồi nói Ai cần anh quan tâm Nói rồi cô làm điệu bộ bất cần Rồi cầm túi sách đi ra ngoài Thiên Long không nói hai lời Kéo Hoàng Phượng tới chỗ trang điểm Rồi ấn cô ngồi xuống Anh mở túi sách của cô ra lấy đồ trang điểm Rơi trước mặt cô Cô tự làm hay tôi làm Vẻ mặt nhợt nhạt kém sắc của Hoàng Phượng Khiến Thiên Long lo lắng Hơn nữa lại còn về người đàn ông bội bạc kia Anh không muốn để Nguyên Vũ Nhìn thấy sự yếu đuối của cô hoàng phượng không tin một người lạnh lùng như thiên long lại biết trang điểm cho phụ nữ cô nhắm hờ mắt lại nói tôi không muốn trang điểm nếu anh muốn thì tự anh làm đi thiên long đọc qua tên các hộp sản phẩm các sản phẩm đều ghi bằng tiếng anh và tiếng pháp anh hiểu chúng là gì nhưng có quá nhiều loại anh không biết dùng loại nào trước loại nào sau sử dụng thế nào hoàng phượng vẫn không chịu hợp tác tùy anh sau một hồi bôi chát trên mặt hoàng phượng thiên long lên tiếng xong rồi hoàng phượng từ từ mở mắt ra xem thành quả của thiên long nhìn thấy mình trong gương hoàng phượng lập tức cười lớn nếu cô không được biết thiên long nãy giờ trang điểm cho mình thì cô nghĩ người trong gương là chú hề đến từ một gánh xiếc nào đó chứ không phải là mình hai bên má mũi và môi của cô được anh tô đỏ chót hoàng phượng xoay người lại đánh liên tiếp vào người thiên long anh dám chơi xấu tôi phải không Thiên Long đứng im Chịu sự nổi giận của Hoàng Phượng Thực tế nhìn thấy cô cười anh rất vui Anh chỉ sợ vì buồn nguyên vũ Rồi làm chuyện gì đó không hay Khiến anh không còn mặt mũi nào Mà nhìn mặt ông Hoàng Hải và Bình Minh Đánh Thiên Long chán Hoàng Phượng sụ mặt giận dỗi Anh đi một mình đi Tôi không đi với anh nữa đâu Xin lỗi Cũng tại cô chỉ cho tôi phải làm thế nào Thì làm sao mà tôi biết làm chứ Hoàng Phượng xem như không nghe lời Thiên Long vừa nói, anh đành phải lấy khăn ướt lau sạch sẽ tác phẩm anh vừa tạo ra. Anh nghiêm túc nói: "Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là cô tự trang điểm, hai là chỉ cho tôi phải làm thế nào. Cùng tôi đi dự hội nghị là bắt buộc." Trước sự nghiêm khắc của Thiên Long, Hoàng Phượng biết mình không thể đi không đi cùng với anh, nhưng cô cũng không muốn cho anh ngồi yên, vì vậy, cô hướng dẫn tỉ mỉ để anh trang điểm cho mình. Thiên Long chưa từng nghĩ Có ngày anh lại kiên nhẫn ngồi trang điểm Cho một người phụ nữ như vậy Anh thừa nhận một điều Hoàng Phượng vô cùng xinh đẹp Từng đường nét ngũ quan trên gương mặt của cô đều rất chuẩn Vẫn trán cao rộng Cặp lông mày đậm như được tô vẽ Đôi mắt to tròn Cặp mi dài cong vuốt Mũi cao thẳng thanh tú Môi trái tim Gương mặt thon gọn Không những vậy Cô còn có làn da trắng mịn không tỉ vết Thường ngày Hoàng Phượng không cần trang điểm vẫn rất xinh đẹp nhưng hôm nay do cô khóc nhiều mà bắt bị sưng lên do vậy thiên long mới ép cô phải trang điểm sau khi làm theo lời chỉ đạo của hoàng phượng thiên long thất thần ngồi ngắm cô một hồi lâu rồi mới né người cho cô nhìn mình trong gương cô xem tay nghề của tôi thế nào hoàng phượng nhìn mình trong gương nở ra một nụ cười mãn nguyện không tồi có thể đánh giá anh là học sinh xuất sắc anh trang điểm cho cô nhẹ nhàng Đủ để che đi vùng bọng mắt bị sưng vì khóc Và đôi môi tái nhợt thiếu sức sống của cô lúc này Hoàng Phượng cất đồ trang điểm vào trong túi sách Trong khi Thiên Long vẫn ngồi thất thần ngắm nhìn cô Anh áp sát gương mặt của cô Giọng nói của anh vang lên cũng khàn khàn Không trả công cho tôi sao Hoàng Phượng khựng lại động tác giải thích túi sách của mình Đối mặt với gương mặt đẹp như yêu nghiệt của Thiên Long Trái tim cô đập thỉnh thịch đã rất nhiều lần cô bị sắc đẹp của anh dụ hoặc cô cố tỏ ra bình thản và đáp nếu anh không muốn trễ dở hội nghị thì tôi sẵn sàng thấy thiên long áp sát mình hơn hoàng phượng vội nhắm mắt lại cô như bị sắc đẹp của anh thôi miên mà mong chờ nụ hôn của anh đáp xuống môi của mình lúc cô nghĩ anh sẽ không buông tha cho mình thì nghe giọng của anh vang lên trên đỉnh đầu đi thôi cho cô nợ đấy tại sảnh hội nghị của khách sạn quốc tế nha trang nơi diễn ra hội nghị công bố dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp thiên long của tập đoàn bất động sản thiên long chật kín người điều đó cho thấy sức hút của dự án vô cùng lớn mặc dù tình hình chung của thị trường bất động sản hiện nay vô cùng ảm đạm nếu không muốn nói là đóng băng do tình hình suy thoái kinh tế và lạm phát tăng khiến lãi suất ngân hàng cũng tăng cao lượng khách hàng muốn sở hữu sản phẩm của dự án từ khắp mọi miền đất nước đổ về vô cùng lớn Khiến khách sạn quốc tế Nha Trang và một số khách sạn lân cận trái vòng. Sắp tới giờ khai mạc hội nghị mà không thấy Thiên Long quay trở lại, Hồng Sơn lo lắng đến đổ mồ hôi. Cứ vài giây, anh lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Không phải là anh không đủ khả năng điều hành hội nghị, mà là anh chưa có được sự chỉ đạo của Thiên Long, anh không dám làm bừa. Đến giờ, Hồng Sơn vừa bước lên sân khấu thấy Thiên Long và Hoàng Phượng đi vào. Vị tổng giám đốc nghiêm khắc không mặc vét như thường ngày Mà mặc quần xin, áo thun, giày thể thao Ở anh toát lên vẻ năng động của tuổi trẻ Lại còn là đồ đôi với Hoàng Phượng Trong hai người không khác gì một cặp tình nhân trẻ tuổi vô cùng đẹp đôi Dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang Không chỉ thu hút khách hàng từ khắp mọi miền đất nước Mà còn thu hút rất nhiều nà báo tới đây để đưa tin Sau lời giới thiệu của Hồng Sơn Thiên Long bước trên sân khấu tuyên bố khai mạc hội nghị. Mọi máy quay, máy chụp hình hướng về anh như một minh tinh điện ảnh được báo giới săn đón. Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người có mặt tại đây để tham dự hội nghị công bố dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Tràng pháo tay vang lên không ngừng của những người có mặt tại sảnh hội nghị. Trên màn hình lớn ở trung tâm sân khấu xuất hiện phối cảnh toàn dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng. Thiên Long tiếp tục lên tiếng. Đây là phối cảnh khi đi vào sử dụng của toàn dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Thiên Long vừa nói vừa điều khiển bút laser chiếu vào hình ảnh trên màn hình. Sau khi nghe Thiên Long giới thiệu về dự án, rất nhiều phóng viên giơ tay muốn đặt câu hỏi. Anh nhớ như in lời của Hoàng Phượng lúc đó, cô nói rằng nếu là trước kia cô sẽ xây một lâu đài đẹp như trong truyện cổ tích để sống cùng người đó, còn hiện tại Cô sẽ xây dựng theo mô hình khu dân cư cao cấp Kết hợp với mô hình nghỉ dưỡng khai thác dịch vụ du lịch Vừa thu hồi vốn nhanh Lại vừa khai thác lâu dài Thiên Long nhớ lại lần đầu gặp Hoàng Phượng trên đảo Phượng Bản thân cô là gái bao Nhưng lại sẵn sàng trả cho anh 5 tỷ một ngày đêm Để anh không quan hệ với mình Thấy Nguyên Vũ thân mật với cô gái bao khác Cô đã chạy ra ngoài khóc rất lâu Sâu chuỗi lại Thiên Long đã có lời giải đáp Cô yêu Nguyên Vũ Cô muốn giữ sự trong sạch cho anh ta anh ta thì ngược lại Bởi vì ý của cô Nếu là trước kia cô sẽ xây lâu đài Cùng với anh ta sống Còn hiện tại suy nghĩ của cô thực dụng hơn Cô sẽ xây dưới con mắt của nhà kinh doanh Vì thế ý tưởng của cô Làm sao để đạt được lợi nhuận cao nhất Cô còn gợi ý dẫn suối nước nóng về tất cả các vị trí của mảnh đất theo ý muốn rồi phân khu dân cư riêng, khu dịch vụ riêng để không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng mỗi khu đều có các yếu tố núi, suối, nước nóng và biển. Hôm nay mở bán biệt thự bên khu dân cư cao cấp, Thiên Long còn lệnh cho trưởng phòng kinh doanh giữ lại một căn biệt thự đẹp nhất thiết kế dành riêng cho Hoàng Phượng. Như cô từng nói, cô thích biệt thự gần biển, có thể nghe tiếng sóng biển, có thể ngắm mặt trời mọc, có thể đi tắm biển, đi dạo dọc bờ biển. Nhưng cô cũng thích ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên. Đó là lý do Thiên Long muốn Hoàng Phượng có mặt tại Nha Trang lúc này anh muốn cảm ơn cô nhưng lại làm theo cách bá đạo của mình khiến hoàng phượng hiểu lầm đón nhận ánh mắt của thiên long hoàng phượng có chút khó xử anh muốn cho cô biết những lời nói bưng quơ của cô như đã trở thành ý tưởng của một dự án lớn cô lại còn mắng chửi anh làm chức làm quyền ép cô đi công tác cùng hoàng phượng cụp mắt né đi ánh mắt của anh anh không biết em cũng đi nha trang Giọng nói quen thuộc khiến Hoàng Phượng giật mình Cô ngẩn đầu lên đã thấy Nguyên Vũ xuất hiện trước mặt Hoàng Phượng chỉ gật đầu một cái lấy lệ Bởi trong sảnh lúc này đông nghẹt người Sau rất nhiều chuyện xảy ra Cô không thể đối xử với anh như xưa Nguyên Vũ thấy vậy Ôm ngang eo của Hoàng Phượng Rồi ghé sát vào tai của cô nói nhỏ Anh định mua tặng em món quà Nhưng nếu em có mặt ở đây rồi Thì tự tay em lựa chọn Xem như đó là món quà sớm, chúc mừng kỹ sư xây dựng của anh ra trường." Lời nói như mật ngọt rót vào tai của Hoàng Phượng, của Nguyên Vũ lại khiến cô sợ hãi. Tối qua anh ta qua đêm cùng bạn thân của cô, sáng nay anh ta vẫn bình thản nói lời quan tâm đường mật với cô. Cô không hiểu nổi quan điểm tình yêu của anh ta là gì, là ông ăn chả bà ăn nem hay sao? Là cô có thể qua đêm cùng người đàn ông khác thì tôi cũng có quyền qua đêm cùng người phụ nữ khác sao? Quan điểm của cô là trong tình yêu chỉ có một và duy nhất Nếu cô đã không còn là duy nhất trong mắt anh Thì cô quyết dừng lại mối quan hệ này Cô gái sát vào tai của anh nói nhỏ Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lần nữa Nguyên Vũ làm bộ như không nghe được lời Hoàng Phượng vừa nói Anh nở ra một nụ cười tươi Bàn tay đặt dưới eo của cô càng siết chặt hơn Được, nếu em không muốn chọn Thì anh sẽ chọn em Trước thái độ vô sỉ của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng không nói nữa, cô tức giận gỡ bàn tay của Nguyên Vũ đặt trên eo của mình xuống, nhưng càng gỡ anh lại càng ôm chặt, sợ làm ảnh hưởng tới người khác, cô đành đứng im chịu trận. Sau màn phát biểu và giới thiệu tổng quan về dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang của Thiên Long, tới luật tổng giám đốc của dự án Hồng Sơn lên sân khấu, giới thiệu chi tiết về các phần của dự án. Và tiếp đến là giám đốc kinh doanh Băng Xi, thay mặt Thông báo mở bán 200 biệt thự cao cấp thuộc dự án. Sau màn thông báo mở bán và giá cụ thể của các biệt thự, tấm phong màn che mô hình thu nhỏ của dự án đặt khu vực trung tâm của sảnh hội nghị được kéo xuống, Nguyên Vũ chỉ vào mô hình rồi nói: "Em thích căn biệt thự nào?" Giá mỗi căn biệt thự không hề rẻ, chỉ những người nhiều tiền mới dám nghĩ tới. Hoàng Phượng không ngờ ý tưởng của cô khi trở thành sự thật lại đẹp và sinh động đến như vậy đặc biệt là suối nước nóng uốn lượn đi qua từng căn biệt thự. Sau khi đi dạo qua một vòng, ánh mắt của cô dừng lại ở căn biệt thự có diện tích lớn nhất gần bờ biển. Theo ánh mắt của cô, Nguyên Vũ nói với nhân viên đứng bên cạnh: làm cho tôi hồ sơ căn biệt thự này. Nam nhân viên đứng bên cạnh cười khó xử: xin lỗi quý khách, những căn biệt thự cắm cờ đều có khách cũng đăng ký rồi ạ. À. Hiện tại còn 3 căn biệt thự chưa cắm cờ. Nam nhân viên chỉ tay vào vị trí ba căn biệt thự chưa có người mua Thế nhưng Nguyên Vũ còn chưa đưa ra quyết định của mình Đã có nhân viên khác cắm cờ lên đó Nam nhân viên kia đành cúi đầu Xin lỗi quý khách Toàn bộ 200 biệt thự của dự án đã bán hết Sáng mai chúng tôi sẽ tiếp tục mở bán 2.000 căn hộ cao cấp Và 30 căn penthouse Nếu quý khách quan tâm thì mời quý khách tham gia Nguyên Vũ không tin chưa đẩy 30 phút Sau khi mở bán Toàn bộ 200 căn biệt thự cao cấp đã bán hết, thậm chí anh và Hoàng Phượng còn chưa đi tham quan hết một vòng xung quanh mô hình của toàn dự án. Nguyên Vũ nhìn Hoàng Phượng, giọng của anh vẫn như đường mật. Em thích penthouse không? Hoàng Phượng lắc đầu. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Thấy Hoàng Phượng lắc đầu, Nguyên Vũ lại nghĩ cô thích căn biệt thự gần biển kia, anh chỉ vào đó và nói lớn. Xin hỏi, ai là người đặt cọc mua căn biệt thự này? không có ai lên tiếng nguyên vũ tiếp tục nói lớn tôi muốn mua lại căn biệt thự này với giá gấp đôi xin lỗi căn biệt thự đó là của tôi giọng nói của thiên long vang lên khiến tất cả mọi người chú ý hoàng phượng và nguyên vũ theo ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía thiên long trước sự chú ý của mọi người thiên long tiếp tục lên tiếng suốt quá trình anh nói ánh mắt của anh không hề rời khỏi hoàng phượng căn biệt thự này nằm ở vị trí đẹp nhất có diện tính lớn nhất của dự án. Căn biệt thự được thiết kế riêng, tất cả vật dụng trong xây dựng, trang trí và sử dụng đều là loại cao cấp nhập khẩu từ châu Âu. Đây là món quà tôi muốn cảm ơn chủ nhân của ý tưởng dự án này. Nhưng mà nếu cậu trả gấp đôi giá trị của căn biệt thự thì tôi sẽ hỏi ý kiến chủ nhân của nó rồi trả lời cậu sau. Chỉ tính riêng chi phí dự tính khi hoàn thành căn biệt thự này rơi vào khoảng 300 tỷ đồng. Nếu giao bán sẽ nằm ở mức giá khoảng 400 tỷ nguyên vũ không để cho mình lép vế trước thiên long vâng tôi đợi câu trả lời của cậu hoàng phượng nghe thiên long nói xong mà đầu óc của cô ong ong như đang ở trên mây không biết là mơ hay là thật không biết cô gái mà anh muốn tặng căn biệt thự giá trị này để cảm ơn là ai nhưng cô lại biết người biết rất rõ ý tưởng này là của cô đương nhiên cô biết người phụ nữ anh đang nói tới là ai lại còn cả nguyên vũ nữa anh đang bày trò gì và bỏ ra một số tiền lớn như vậy Để mua căn biệt thự này cho cô Không riêng gì Nguyên Vũ Tất cả mọi người có mặt tại sảnh hội nghị Đều bị lời nói của Thiên Long làm cho tò mò Họ rất muốn biết Chủ nhân của ý tưởng thiết kế dự án Khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang là ai Người đã giúp dự án chỉ trong chưa đầy 30 phút mở bán Đã bán hết 200 căn biệt thự cao cấp Có giá trị gần 2.000 tỷ đồng Ngay giữa thời điểm Ngành bất động sản đang gặp vô vàn những khó khăn anh có thể bật mí chủ nhân của ý tưởng dự án không? Một phóng viên lên tiếng hỏi Thiên Long. Ánh mắt của Thiên Long vẫn đặt trên người Hoàng Phượng. Cô sợ rằng anh sẽ buộc miệng nói ra tên của mình. Vì vậy kéo Nguyên Vũ rời khỏi sảnh hội nghị. Dù vậy cô vẫn nghe được câu trả lời của Thiên Long vang lên ở phía sau. Tôi chỉ có thể bật mí chủ nhân của ý tưởng này là một cô gái rất xinh đẹp. Vừa ra khỏi sảnh hội nghị, Hoàng Phượng quay sang nhìn Nguyên Vũ nói lời nói của cô chưa kịp phát ra anh đã lấy tay bịt miệng cô lại em có thể nói bất cứ việc gì trừ hai tiếng chia tay bị chặn học hoàng phượng bực mình quát anh đang uy hiếp tôi phải không nguyên vũ không trực tiếp câu trả lời của hoàng phượng mà kéo cô đi về phía thang máy hành động uy hiếp hoàng phượng của nguyên vũ lọt vào mắt của thiên long anh chạy theo hai người nhưng bị băng di chặn lại chúng ta đi ăn mừng thôi bị băng gì chặn ngang, Thiên Long bất lực để Nguyên Vũ kéo Hoàng Phượng đi. Anh nhìn đồng hồ rồi nối với giọng thiếu kiên nhẫn. "Bây giờ mới 10 giờ sáng, anh đang có việc gấp, lát nữa chúng ta nói chuyện này sau." "Tổng giám đốc." Hồng Sơn sợ Thiên Long đi mất nên gọi lớn. "Có chuyện gì?" Hồng Sơn bị giọng nói lạnh lùng của Thiên Long làm cho run sợ. "Hồi sáng tổng giám đốc và cô Hoàng Phượng chưa ăn sáng, bây giờ hai người đói chưa?" Tôi cho người chuẩn bị bữa trưa sớm hơn một chút à Tôi tự lo chuyện đó Hiện tại anh chưa biết Hoàng Phượng của Nguyên Vũ thế nào Mà ở đây lo chuyện ăn với uống Anh là người đưa cô vào đây Đương nhiên anh phải lo lắng cho sự an toàn của cô Tôi nghĩ hôm nay báo chí sẽ đưa tin rầm rộ Về dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang Điều đó khiến cho sức hút về dự án ngày càng lớn Ngày mai mở bán toàn bộ biệt thự và penthouse của dự án sẽ thu hút một lượng khách không nhỏ. Bởi vậy hai người bàn bạc phương án di chuyển địa điểm tổ chức để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Cắt được hai cái đuôi băng di và Hồng Sơn, Thiên Long đi vào thang máy lên tầng có phòng của anh và phòng của Nguyên Vũ. Anh đi qua đi lại hành lang rồi mở cửa phòng mình đi vào, nhưng anh không thể ngồi yên một chỗ, lại ra ngoài hành lang đi qua đi lại. Mà tóc được chảy suốt của anh cũng đã bị gãi cho rối tung rối mù. Anh suy nghĩ, Nguyên Vũ và Hoàng Phượng là người yêu của nhau, hai người họ có đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Anh ở đây lo lắng cái gì chứ? Mặc dù áp chế suy nghĩ hai người họ yêu nhau không đến lượt anh lo, nhưng sau một hồi đứng ngồi không yên, thì lòng vẫn quyết định gõ cửa phòng của Nguyên Vũ. Trước đó, Nguyên Vũ kéo Hoàng Phượng vào thang máy rồi đưa cô về phòng bình, sau đó đóng cửa lại. Hoàng Phượng không dám đi vào trong mà đứng ngay ở cửa, nói trong run sợ Chúng ta đã đi quá xa, mỗi người một hướng, đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi anh." Nguyên Vũ bất ngờ ôm chặt Hoàng Phượng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của cô. Anh nói rồi, hai từ chia tay không có trong từ điển của mối quan hệ chúng ta. Dứt lời, anh áp môi của mình xuống môi Hoàng Phượng, cô lập tức xoay mặt né tránh nụ hôn của Nguyên Vũ. "Tối qua tôi ngủ cùng Thiên Long, còn anh ngủ cùng người phụ nữ khác. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu nhau được sao?" quan điểm tình yêu của anh là gì? Có thể chung trả, chia sẻ người yêu của mình với người khác ư? Hai tiếng đó, thiên long thân mật của Hoàng Phượng đã khiến Nguyên Vũ phát điên. Anh nhìn cô giễu cợt. Từ khi nào mà em đối xử với hắn thân mật như thế? Xưng anh em thân mật với hắn, lại còn xưng tôi với anh. Có phải em nghĩ chỉ có hắn ta mới làm em thỏa mãn đúng không? Ánh mắt của anh đục ngầu, nhìn cô như lang sói, anh ôm ngang người Hoàng Phượng ném cô lên giường. Nếu mà đúng là như vậy Anh sẽ chứng minh cho em thấy Anh hay là hắn làm cho em thỏa mãn Hoàng Phượng bị Nguyên Vũ ném lên giường Càng khóc lớn Cô sợ hãi lui vào một góc Hoàng Phượng lấy tay bịt chặt miệng mình lại Để ngăn cơn buồn nôn đang ảo ảo kéo tới Xin anh đừng làm như vậy Chiếc áo vét lịch lãm Được cởi khỏi người Nguyên Vũ Rồi đến áo sơ mi trắng Trong sạch cũng được lột xuống Bỗng điện thoại trong túi sách của Hoàng Phượng đổ chuông cô cầm túi sách nhảy xuống giường chạy về phía cửa nhưng chỉ một cái rũi tay của nguyên vũ đã đem hoàng phượng trở lại trên giường anh đẻ cô ở dưới thân hai tay của cô bị anh khóa chặt đỉnh đầu cô chỉ có thể vụng vẫy trong tuyệt vọng tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo anh tội hiếp dâm nguyên vũ khóa chặt hai tay của cô bằng một tay tay còn lại của anh xé mạnh chiếc áo thun của cô ra anh với em là người yêu của nhau chúng ta quan hệ với nhau là chuyện thường tình cảnh sát có lý do gì để mà bắt anh chiếc áo thun bị nguyên vũ xé toạc không biết vì sợ nguyên vũ hay vì cảm giác xa thịt tiếp xúc với không khí mà khắp người hoàng phượng nổi lên một tầng gai ốc cô run dậy dưới thân của nguyên vũ nói dù có là vợ chồng thì hai bên tự nguyện mới được phép còn tôi và anh hiện tại quan hệ của chúng ta là gì dù cho anh không đồng ý chia tay thì tôi chẳng còn tình cảm gì với anh nữa lời nói thật lòng của hoàng phượng như đổ thêm dầu vào lửa khiến thiên long khiến nguyên vũ mất kiểm soát anh nhanh chóng đưa tay xuống bỗng cốc 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 có người gọi cửa kìa cậu xin anh hãy dừng lại bỏ qua tiếng van xin của hoàng phượng và tiếng gõ cửa bên ngoài nguyên vũ vẫn tiếp tục động tác lúc này trên người hoàng phượng chỉ còn mặc một chiếc áo ngực mang tiếng là người yêu của cô nhưng lần đầu tiên nguyên vũ thấy cơ thể đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của hoàng phượng cơ thể của em đẹp thế này bảo anh làm sao có thể dừng lại được chứ bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa trước sự điên cuồng của nguyên vũ hoàng phượng quyết định cầu cứu cô lấy hết sức la lớn cứu tôi với cứu tôi nguyên vũ áp môi mình xuống môi của hoàng phượng chặn đứng lời cầu cứu của cô bỗng có một tiếng rầm Biết Nguyên Vũ cùng Hoàng Phượng đang ở trong phòng Nhưng anh gõ cửa một hồi không có ai mở cửa Lại nghe như có tiếng kêu cứu rất nhỏ của Hoàng Phượng vọng ra. Thiên Long không cần suy nghĩ đạp cửa xông vào Vừa vào phòng thấy Hoàng Phượng đang bị Nguyên Vũ cưỡng bức Thiên Long nâng chân đạp một cái thật mạnh vào người anh ta Đổ đê tiện Mày không xứng mặt đàn ông Nguyên Vũ bị một lực tác động vô cùng lớn lên người Mà lăn một vòng ngã xuống nền nhà như một con heo quay Lúc Nguyên Vũ chật vật đứng dậy Đã không còn thấy Hoàng Phượng và Thiên Long trong phòng Ánh mắt của anh thể hiện tia sát khí Thiên Long giật chiếc rèm cửa quấn quay người Hoàng Phượng Sợ bế cô về phòng của mình Anh không quên cầm theo cái túi sách của cô Chu điện thoại trong túi sách Vẫn kêu không ngừng nghỉ Vừa bế Hoàng Phượng ra khỏi phòng của Nguyên Vũ Thiên Long bắt gặp Ngọc Hà Vừa gọi điện thoại vừa gõ cửa phòng mình Ngọc Hà tắt điện thoại Từ chuông điện thoại trong túi sách của Hoàng Phượng cũng ngừng kêu Cô nhìn Hoàng Phượng trên tay Thiên Long lo lắng hỏi Hoàng Phượng Lúc này Hoàng Phượng được Thiên Long cuốn kín mít chỉ để lộ đầu Cô giấu mặt mình vào ngực của Thiên Long Thấy Hoàng Phượng không lên tiếng Ngọc Hà nhìn Thiên Long hỏi Bạn của tôi bị làm sao vậy? Trong đầu Ngọc Hà đặt ra câu hỏi Phòng này rõ ràng là phòng của Nguyên Vũ Hồi tối cô vừa phục vụ anh ta ở đó Tại sao Thiên Long lại bế Hoàng Phượng từ phòng của Nguyên Vũ đi ra? Mở cửa thiên long không trả lời mà cao giọng ra lệnh khiến ngọc hà giật mình cô vội vàng mở cửa phòng để anh bế hoàng phượng vào trong anh đặt cô nằm trên giường nhưng hoàng phượng vẫn ôm chặt anh không buông anh ôm cô trở lại rồi ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng xoa lưng cô vỗ về như một đứa trẻ không sao rồi thiên long cảm nhận cả người hoàng phượng run rẩy trong vòng tay của mình khiến anh đau lòng không thôi tôi xin lỗi tôi sẽ đưa cô về hà nội ngay lập tức Lúc này Hoàng Phượng mới buông lỏng người rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi muốn về nhà. Cô muốn về nhà với bố mẹ, với anh trai, nơi cô nghĩ sẽ an toàn với mình nhất. Thiên Long vuốt mái tóc của Hoàng Phượng rồi nhìn cô, ánh mắt anh thể hiện rõ sự lo lắng và đau lòng. Cô mặc quần áo trước đã rồi chúng ta về Hà Nội. Hoàng Phượng ngoan ngoãn buông tay ra khỏi người Thiên Long. Thường ngày Hoàng Phượng là một người tự tin, vui tính và hòa đồng. Hiện tại thấy cô yếu đuối hoảng loạn Ngọc Hà vô cùng lo lắng Hoàng Phượng Hà đây Hà sao cậu lại ở đây Tớ xin lỗi cậu Tất cả mọi chuyện đều do tớ mà ra Ngọc Hà nghĩ Do cô mà Hoàng Phượng dẫn thân vào con đường trở thành gái gọi Do cô Hoàng Phượng mới gặp mà quen biết Thiên Long và Nguyên Vũ Bạn của cô rơi vào tình trạng hoảng loạn Chắc chắn là do hai người đàn ông này không phải lỗi của cậu, tất cả đều là tớ tự làm. Cậu không có lỗi gì hết. Cậu còn muốn cùng tớ đi dạo một vòng nha trang không? Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn rất nhiều món ngon ở đây. Thiên Long lạnh lùng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của Ngọc Hà và Hoàng Phượng. Đưa giùm tôi cái vali. ấn tượng của anh về Ngọc Hà không tốt, có lẽ là do hai lần anh gặp cô đều là lúc cô đi làm gái bao. Ngọc Hà vội lau nước mắt lấy vali của hoàng phượng đưa cho thiên long ra ngoài đợi tôi thiên long không muốn ngọc hà nhìn thấy tình trạng của hoàng phượng lúc này ngọc hà bị thiên long làm cho run sợ nhanh chóng đi ra ngoài anh đặt hoàng phượng ngồi xuống bên cạnh rồi lấy một cái váy rồi tự tay anh mặc vào cho cô ngọc hà là bạn của tôi thiên long khựng lại động tác kéo dây váy cho hoàng phượng đáp lại lời của cô ngay lần đầu tiên gặp tôi đã biết cô ấy là bạn của cô rồi ý hoàng phượng muốn nói ngọc hà là bạn học thân thiết của cô nhưng mà thiên long lại hiểu theo ý khác lần đầu anh gặp cô là khách làng chơi còn cô và ngọc hà là gái bao anh nói anh biết hai người này là bạn ngay từ lần đầu gặp cô có nghĩa là anh biết hai cô là bạn đồng nghiệp hoàng phượng á khẩu không biết nói gì thêm sau khi mặc đồ cho hoàng phượng Thiên Long thu dọn đồ đạc của hai người bỏ vào vali. Cô xem còn thiếu gì không? Hoàng Phượng lắc đầu. Ngoài đôi giày của cô đang còn ném dưới bờ biển và bộ quần áo bên phòng Nguyên Vũ, tất cả đồ của cô đã đủ. Đi thôi. Thiên Long kéo hai chiếc vali hướng phía cửa phòng nói với Hoàng Phượng. Lúc Hoàng Phượng và Thiên Long ra khỏi phòng, Ngọc Hà đang đứng ngoài cửa. Ngọc Hà ngạc nhiên lên tiếng. Cậu về Hà Nội luôn sao? hoàng phượng không muốn đứng trước phòng nguyên vũ một giây một phút nào nên kéo ngọc hà đi theo thiên long vào thang máy tớ phải về hà nội gấp thứ hai tớ phải nộp đồ án tốt nghiệp về trường rồi ba người cùng bước vào thang máy di chuyển xuống dưới có mặt thiên long ở đây nên ngọc hà không dám nói to cậu có giận tớ không hoàng phượng nắm chặt tay ngọc hà như muốn chứng minh tình bạn của cô dành cho ngọc hà không hề thay đổi tớ phải cảm ơn cậu mới đúng Nhờ lần đó mà tớ biết được bộ mặt thật của một vài người Ý Hoàng Phượng muốn nói Nhờ sự cố trên đảo Phượng Mà cô biết được Nguyên Vũ là người thế nào Còn Ngọc Hà lại nghĩ Hoàng Phượng đang nhắc tới Thiên Long nên cô ghé sát tay Hoàng Phượng hỏi nhỏ Anh ta ép cậu đi làm đó hả Ý Ngọc Hà muốn nói Thiên Long là khách làng chơi Ép Hoàng Phượng phục vụ anh ta Nhưng Hoàng Phượng không hiểu rõ ý của bạn mình Bèn gật đầu Bởi làm trợ lý chuyên môn cho anh là Thiên Long ép cô làm. Cửa thang máy mở ra, ba người cùng bước ra khỏi thang máy. Thiên Long vẫn ga lăng kéo vali đồ cho Hoàng Phượng. Thế Hoàng Phượng gật đầu thừa nhận Thiên Long ép đi làm. Nhớ lại tình huống vừa nãy, Hoàng Phượng sợ hãi trong vòng tay anh ta thế nào. Anh ta còn tỏ thái độ trịch thượng đối với mình nữa. Sâu chữa lại các tình huống, Ngọc Hà suy đoán Hoàng Phượng đang bị Thiên Long điều khiển. Do vậy, cô kéo Hoàng Phượng ra sau lưng của mình đứng. Cô sắn cao tay áo sơ mi mình đang mặc Rồi khoanh tay trước ngực gọi Thiên Long đang đi phía trước Này anh kia Thiên Long không biết Người Ngọc Hà đang gọi là mình Nên vẫn cất bước đi về phía trước Ngọc Hà cao giọng gào tên anh một lần nữa Tên Thiên Long kia Nghe Ngọc Hà nhắc tới tên của mình Lại còn với giọng điệu không mấy thân thiện Thiên Long quay lại Thì nhìn thấy cô đang đứng khoanh tay Chay chắn trước mặt Hoàng Phượng Anh tò mò hỏi có chuyện gì vậy? Ngọc Hà ngây ngang đến trước mặt Thiên Long hất cảm nói, "Nói cho anh biết, Hoàng Phượng trở thành bạn của anh ở trên đảo Phượng chỉ là sự cố thôi. Anh đừng có thấy bạn của tôi ngoan hiền mà ăn hiếp. Nói anh muốn tôi có thể gọi cho anh một tá các cô gái dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo là họ có thể phục vụ anh từ đầu tới chân. Hà cứ giằng ép buộc bạn của tôi phục vụ anh như vậy chứ?" Hoàng Phượng kéo Ngọc Hà ra, nhưng bị Ngọc Hà quát lớn. Cậu để anh ta cho mình giải quyết đi Biết gì phải sợ Cậu càng nhân nhượng Anh ta lại càng lấn tới đấy Cậu hiểu không Trước khí thế hăng máu như gà chọi của Ngọc Hà Hoàng Phượng chỉ còn biết lấy tay đỡ chán Thấy Thiên Long không đáp lại lời của mình Mà chỉ đứng nhìn Khiến Ngọc Hà càng tức giận Cô ngoác ngoác ngón tay trỏ về anh ra lệnh Đưa đồ của bạn tôi đây Lúc này Thiên Long mới nhìn Hoàng Phượng lên tiếng Cô nói bạn cô phục vụ tôi trên đảo Phượng chỉ là sự cố sao Ngọc Hà gật đầu Lần đó bạn tôi vào Nha Trang Hoàng Phượng không biết Hồng Sơn và Băng Di si có mặt ở đây từ lúc nào Nên vội lấy tay bịt miệng Không cho Ngọc Hà nói Ngọc Hà gạt tay của Hoàng Phượng ra Giọng nói của cô phát ra càng hùng hổ Nói tóm lại Bạn của tôi không phải là người để anh muốn gọi phục vụ lúc nào thì gọi Nhanh đưa hành lý của bạn tôi đây băng di cùng hồng sơn chứng kiến đầu đuôi câu chuyện thì không thể đứng yên được nữa cô đi lại trước mặt thiên long nói giọng điệu chảy nước anh để họ đi đi anh biết bất cứ lúc nào anh cần em cũng có thể ở bên cạnh anh vì gì anh phải bắt ép họ chứ băng di nghĩ hoàng phượng là gái bao mà thiên long gọi phục vụ nên mới nói như vậy ngọc hà tát nước theo mưa đấy anh đẹp trai như vậy lúc nào mà chẳng có người muốn phục vụ tại sao lại cứ phải là bạn của tôi băng di nghe ngọc hà nói được đà ôm lấy một cánh tay của thiên long khiến anh khó chịu quét ánh mắt nhìn hồng sơn và băng di lạnh giọng có chuyện gì hồng sơn lén đưa ngón tay cái trước mặt ngọc hà lần đầu tiên anh thấy có một người dám đứng trước mặt thiên long lớn tiếng nên không khỏi tỏ sự hâm mộ sau đó anh mới khúm núm đi tới trước mặt thiên long nói dạ thưa tổng giám đốc chúng tôi đã bàn bạc phương án địa điểm sáng mai tổ chức buổi mở bán căn hộ chúng tôi muốn xin ý kiến của tổng giám đốc ạ. À? Thiên Long vẫn lạnh giọng. Tôi và trợ lý Hoàng Phượng phải bay về Hà Nội gấp. Có chuyện gì anh có thể nói trên đường ra sân bay. Trợ lý. cả ba người Ngọc Hà, Băng Di và Hồng Sơn cùng nhìn Hoàng Phượng rồi đồng thanh lên tiếng đặt câu hỏi. Thiên Long ném cái thẻ phòng cho Hồng Sơn, ý muốn là anh trả phòng khách sạn. rồi ánh mắt anh qua Hoàng Phượng. đi thôi. Ngọc Hà nhanh chóng vận động đầu áp để phân tích dữ liệu mà cô vừa nghe được từ cuộc hội thoại của mọi người hoàng phượng không phải là đi phục vụ thiên long mà đi làm cùng anh ta bạn của cô trở thành trợ lý của anh chàng này từ khi nào tại sao vừa nãy cô bắt gặp hoàng phượng sợ hãi trong vòng tay của anh ta lại còn từ phòng của nguyên vũ đi ra nữa hơn nữa hoàng phượng vừa nói với cô thứ hai tuần sau mới nộp đồ án tốt nghiệp cô muốn biết sự thật bạn của mình nên chạy theo thiên long và hoàng phượng để tôi chở hai người ra sân bay hồng sơn định đi lấy xe chở hoàng phượng và thiên long nhưng nghe ngọc hà nói vậy anh liền ném thẻ phòng cho băng gì. cô đi trả phòng cho tổng giám đốc tôi sẽ đi theo anh ấy trình bày phương án tổ chức hội thảo mở bán căn hộ băng gì dậm chân dậm cẳng cô muốn đi theo thiên long thì anh lại quay ra lệnh lúc trả phòng cô hỏi quản lý khách sạn để đền bù thiệt hại cho họ cửa chính và rèm cửa sổ của phòng đối diện nhé bằng gì suy nghĩ tại sao thiên long lại nói cô đền thiệt hại của phòng và rèm cửa sổ phòng đối diện có lẽ đây là lý do khiến anh rời khỏi nha trang gấp gáp như vậy cô mới biết chuyện gì xảy ra nên ngoan ngoãn ở lại không đòi thiên long ra sân bay nữa bốn người cùng lên chiếc xe lamborghini của ngọc hà nhìn cái xe này của ngọc hà thiên long sực nhớ tới lời trước đó của hoàng phượng với bình minh sẽ mua một chiếc lamborghini huracan thì ra là cô bị ảnh hưởng bởi bạn của mình. Ngọc Hà là người cầm lái, suốt chặng đường ra sân bay Cam Ranh, Hồng Sơn trình bày với Thiên Long phương án tổ chức hội nghị, mở bán căn hộ chung cư cao cấp. Ngọc Hà và Hoàng Phượng, mặc dù rất muốn nói chuyện với nhau nhưng không có cơ hội. Lúc xuống xe, cô chỉ kịp nói với Hoàng Phượng một câu. "Chúc cậu bảo vệ đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhé. Cảm ơn cậu." Thiên Long và Hoàng Phượng di chuyển vào khu vực check-in vì sắp tới giờ bay, đến khu vực check-in cho chuyến bay Cam Ranh nội bài khá đông người. Đang đứng chờ tới lượt làm thủ tục, gương mặt của Hoàng Phượng bỗng tái nhợt, cô vội xoay người ôm chặt lấy Thiên Long. Thiên Long bất ngờ với hành động của Hoàng Phượng, nhưng khi nhìn thấy người đang làm thủ tục giấy tờ với nhân viên sân bay phía trước, anh hiểu vì sao cô lại kích động như vậy. Người đó không ai khác chính là Nguyên Vũ. Thiên Long an ủi Hoàng Phượng, có tôi ở đây rồi cô không cần lo lắng như vậy Nguyên Vũ đứng làm thủ tục check in Với nhân viên sân bay Trên người anh vẫn mặc bộ đồ vét màu xám hồi sáng Anh đeo cái kính dâm màu đen to bản Nhưng không thể che lớp vết bầm tím lớn trên khuôn mặt Bị Thiên Long cướp người yêu ngay trước mặt Lại còn ra tay không thương tiếc trước mặt Hoàng Phượng Hành động của Thiên Long không khác nào đạp vỡ lòng tự tôn của Nguyên Vũ Vì vậy anh đạp vào cửa thật mạnh Rồi bước vào trong phòng của Thiên Long Tiếng đạp cửa làm cho nhân viên khách sạn Đang kiểm phòng và băng di giật nảy mình Hắn đâu Hai người còn chưa hoàn hồn Bởi tiếng đạp cửa mạnh Lại bị một câu hỏi không đầu không cuối của Nguyên Vũ Làm cho run sợ Nhân viên khách sạn khép nép hỏi Dạ Anh muốn hỏi thuê căn phòng này phải không ạ Anh ấy vừa trả phòng rồi Nguyên Vũ không tin lời nhân viên khách sạn vừa nói Anh còn đi tới mở cửa tủ đồ Và vào nhà vệ sinh xem xét Băng Di thấy vậy lên tiếng Tổng giám đốc của chúng tôi về Hà Nội có việc gấp Tôi là giám đốc kinh doanh của Thiên Long Có chuyện gì anh có thể nói qua cho tôi Tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy Nghe bằng Di nói Nguyên Vũ không đáp lại Mà vọt ngay về phòng của mình Đồ đạc cũng không cần xếp gọn Anh ngồi nhét hết vào trong vali Rồi nhanh chóng xuống dưới trả phòng Về Hà Nội Chỉ còn duy nhất một chuyến bay lúc 1 giờ chiều Anh nghĩ Hoàng Phượng và Thiên Long chỉ có thể di chuyển chuyến bay đó nên anh đón taxi lên sân bay Cam Danh vẫn còn kịp giờ làm thủ tục cho chuyến bay. Nguyên Vũ làm xong thủ tục thì đám đông vây quanh sau lưng anh lại thêm loa an ninh không ngừng kêu mọi người giữ gìn trật tự an ninh anh mới quan sát kỹ không ngờ nhân vật chính gây sự chú ý của mọi người là Hoàng Phượng và Thiên Long nguyên vũ không đi vào cửa sắt vé mà chạy chen lấn đám đông để tới gần thiên long và hoàng phượng thiên long mở cửa taxi gần đó cho hoàng phượng ngồi vào vừa đóng cửa lại anh liền nhận một cú đấm như trời sáng vào mặt mày chơi tao không xứng đạt đàn ông thế còn mày xứng sao nguyên vũ vừa tung cú đấm vào mặt của thiên long vừa bất bình lên tiếng bị tấn công bất ngờ nên thiên long bị cú đấm của nguyên vũ làm cho va người vào cửa xe khá mạnh Hoàng Phượng thấy vậy vội mở cửa xe Cô nhìn Nguyên Vũ với thái độ bất bình Anh bị điên rồi sao Tại sao lại đánh anh ấy như vậy chứ Nghe lời nói Quan tâm của Hoàng Phượng dành cho Thiên Long Lại còn bị cô mắng chửi là bị điên Thì Nguyên Vũ như phát điên lên thật sự Anh để mạnh Thiên Long sang một bên Để tiếp cận Hoàng Phượng Nhưng Thiên Long đã nhanh hơn một một bước Đẩy Hoàng Phượng trở lại xe Nhiều người hiếu kỳ vẫn đang chĩa điện thoại về phía họ nếu hình ảnh này bị phát tán Không biết tiếng tăm của ba người họ Thậm chí là toàn bộ tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng Và tập đoàn bất động sản Thiên Long cũng bị ảnh hưởng Thiên Long hướng lái xe taxi nói lớn Xuất phát được chưa? Lúc này lái xe với chất đồ của hai người lên xe xong Anh ta bị áp khí của Thiên Long làm cho run sợ Vội chạy về ghế lái Được rồi thưa quý khách Anh lấy tay quyệt máu trên khóe miệng của mình sự nắm lấy cánh tay của nguyên vũ đang đặt trên nắm cửa xe giọng nói của anh không lớn nhưng đầy uy lực hôm nay tôi cho cậu nợ một cú đấm không phải tôi thừa nhận mình sai trái cũng không phải là tôi không thể đánh lại cậu mà tôi sợ người con gái đi cùng với tôi bị ảnh hưởng dứt lời thiên long ngồi vào ghế sau cùng hoàng phượng sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt nguyên vũ người ngoài nhìn vào thấy thiên long như đang bắt tay nguyên vũ nhưng chỉ nguyên vũ mới biết anh phải chịu đựng đau đớn thế nào anh không hiểu, Thiên Long lấy đâu ra động lực, tưởng chừng có thể bóp nát tay của anh ngay lập tức như vậy. Khi Nguyên Vũ lấy lại cảm giác của tay thì taxi đã nổ máy. Thiên Long nói với lái xe taxi, đi nha Trang. Lái xe taxi, lái xe rời đi tránh những cú đấm, cú đạp chút giận vào xe của Nguyên Vũ. Nhìn taxi rời khỏi tầm nhìn, Nguyên Vũ mới quay trở lại nhà ga. Lúc này mọi người đứng vây quanh vỗ tay thật lớn Vì nghĩ anh đã kết thúc cảnh quay cho bộ phim nào đó Mọi người nghĩ như vậy Không có gì lạ Bởi Thiên Long và Hoàng Phượng rất đẹp Nguyên Vũ cũng không kém cảnh Nguyên Vũ và Thiên Long xét về mặt hình sáng Thì chỉ thua một chút về chiều cao Xét về gương mặt Thì Thiên Long và Nguyên Vũ chỉ có thể nói Đều có gương mặt đẹp không góc chết Chỉ khác một điều Thiên Long lạnh lùng hiếm khi cười Còn Nguyên Vũ luôn nở ra một nụ cười ấm áp ngồi trong xe thấy vệt máu trên khóe miệng của thiên long hoàng phượng không khỏi chột dạ cô vội lấy khăn giấy từ túi sách của mình lau cho anh xin lỗi đã làm anh bị liên lụy không phải tại cô anh biết tại anh ép cô đi nha trang tại anh không bảo vệ cô tốt nên mới để nguyên vũ làm càn tới mức bị ám ảnh như vậy anh không biết lúc ở khách sạn quốc tế nha trang nếu anh không đạp cửa phòng của nguyên vũ kịp thời dẫn đến xảy ra chuyện lớn với hoàng phượng lúc đó anh cũng không còn mặt mũi nào để gặp bình minh và ông hoàng hải nữa điện thoại trong túi quần của thiên long đổ chuông thiên long lấy điện thoại ra bấm nghe không biết đầu xây bên kia nói gì đó và cúp điện thoại anh nói với lái xe taxi quay lại sân bay mà dù rất khó chịu với sự ra lệnh của thiên long nhưng tài xế lái xe vẫn làm theo ý của anh hoàng phượng không biết ai đã gọi cho thiên long nhưng mà nhìn nét mặt cấm tới gần của anh lúc này cô cũng không dám hỏi khi taxi tới trước cửa nhà ga sân bay cam ranh hoàng phượng mới dám lên tiếng tôi sẽ ở lại đây ngày mai tôi về hà nội sau thiên long lấy một sấp tiền không cần đếm đưa cho lái xe taxi sau đó mở cửa kéo hoàng phượng xuống cùng tôi đưa cô đi từ đâu tôi sẽ trả cô về an toàn ở đó hơn nữa chính anh trai của cô chở hai người ra sân bay tiễn hai người vậy nên thiên long không thể bỏ mặc cô ở lại anh nắm chặt tay hoàng phượng đi vào khu vực check in lúc này trước mặt các quầy khá vắng khách nhận được số tiền lớn lái xe taxi vui mừng mang vali cho thiên long và hoàng phượng vào tận quầy bán vé vì lo lắng sự xuất hiện bất thình lình của nguyên vũ bất cứ lúc nào nên hoàng phượng đưa giấy tờ tùy thân cho thiên long làm thủ tục qua cửa sắt vé lên phòng chờ Hoàng Phượng sợ chạm mặt với Nguyên Vũ Nên cô cố tỉnh nép sát vào người Thiên Long Người đời nói Chạy trời không khỏi nắng chẳng sai chút nào Hoàng Phượng và Thiên Long vừa đi vào khu vực chờ Đoàn khách của chuyến bay Cam Ranh Hà Nội Bắt đầu qua cửa sắt vé để lên máy bay Nguyên Vũ là người đi tốt đầu Thấy Thiên Long và Hoàng Phượng xuất hiện Anh nở ra một nụ cười đầy bí hiểm Hoàng Phượng nhìn thấy Nguyên Vũ thì sợ tới mức không dám bước tiếp Cô kéo áo Thiên Long lại năn nỉ anh có thể vì tôi một lần không Chúng ta đi chuyến ngày mai được không Cô sợ Nếu lên máy bay Nguyên Vũ sẽ gây ẩm mỹ với cô Hoặc là anh sẽ gây chuyện với Thiên Long lần nữa Lúc đó cô không thể lường trước được hậu quả Thiên Long đang dừng bước Xoay người nhìn Hoàng Phượng Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt Đang hoảng loạn của cô Tôi nhắc lại một lần nữa Làm việc bên cạnh tôi Cô không cần lo lắng bất cứ điều gì Hoàng Phượng bị hành động thân mật của Thiên Long làm cho bất ngờ, khiến cô quên đi mọi chuyện đang sợ hãi của Nguyên Vũ. Từ lúc lên máy bay nghe thông báo của phi hành đoàn, Hoàng Phượng mới biết cô và Thiên Long đi thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là đi Hà Nội. Vì mãi lo lắng Nguyên Vũ mà cô không để ý, anh lấy vé đi Tân Sơn Nhất. Cô nghĩ Thiên Long và cô bay vào Tân Sơn Nhất, sau đó sẽ bay ngược ra Hà Nội để tránh đụng chạm với Nguyên Vũ nên ngoan ngoãn đi theo anh sau hơn một giờ bay máy bay hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất đón hai người là một người đàn ông trung niên lái chiếc xe audi q 7 màu đen sang trọng thấy thiên long người đàn ông trung niên gập đầu cung kính chào cậu chủ sau đó ông mở cửa xe làm động tác mời với anh mời cậu lên xe hoàng phượng khẽ gật đầu với bác tài xế chào bác ạ à. cô ngăn ông không cần mở cửa xe cho cô sau đó phụ bác lái xe đưa vali lên cốp xe rồi mới ngồi vào băng ghế sau cùng với thiên long hoàng phượng chỉ là nghĩ trong thời gian chờ đến giờ ra sân bay hà nội thiên long cho lái xe đưa cô đi thăm thú thành phố hồ chí minh một vòng nên cô tỏ vẻ khá phấn khích cô quay sang nhìn thiên long trụ sở chính của thiên long ở đâu ạ à? cô nghĩ nếu làm trợ lý chuyên môn cho anh chắc chắn cô sẽ làm việc chủ yếu ở đây Thiên Long đang suy tư chuyện gì đó Nên không đáp lại câu hỏi của Hoàng Phượng Ba lái xe thấy không khí có vẻ trầm lắng Nhìn Hoàng Phượng qua gương chiếu hậu cười nói Lát nữa xe của chúng ta đi ngang qua trụ sở chính của Thiên Long bác sẽ chỉ cho Hoàng Phượng gượng cười Dạ vâng cảm ơn bác Không khí của xe lại rơi vào trầm lặng Một hồi sâu một hồi lâu Lại nghe giọng của bác tài xế Tòa nhà cao tầng phía trước là trụ sở chính của tập đoàn thiên long đó hoàng phượng đưa mắt nhìn theo hướng bác tài xế chỉ nhìn thấy tòa nhà thiếu chút nữa cô hét lớn cô nghĩ thầm trụ sở chính của tập đoàn bán đất có khác là tòa nhà cao chót vót với thiết kế hiện đại nằm ngay tại trung tâm của quận bình thạnh bác tài xế đánh lái về phía tòa nhà hoàng phượng còn nghĩ bác tài xế ghé trụ sở chính của thiên long cho hoàng phượng tham quan nhưng không phải xe chạy thẳng hướng sông sài gòn sau đó dừng lại trước một căn biệt thự ven sông chờ bảo vệ mở cửa ba lái xe chạy thẳng vào trong nhìn thấy người phụ nữ ngồi xe lăn thiên long lên tiếng dừng xe anh xuống xe sau đó tiến đến cúi xuống ôm người phụ nữ đang ngồi xe lăn sao mẹ lại ngồi đây thiên long ngồi xổm trước mặt mẹ của mình anh nắm tay bà nhìn bà đầy yêu thương mẹ của thiên long nhìn anh khóc con lại gây ra chuyện gì rồi ba của con đang đợi bên trong đấy đây là lần đầu tiên bà thấy con trai của mình dẫn phụ nữ về nhà nên không khỏi xúc động thiên long nghĩ ba gọi về gấp chắc là có chuyện liên quan đến dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp thiên long nha sang anh lấy tay lau nước mắt cho mẹ mẹ lại khóc nữa rồi con không làm gì khiến mẹ phải buồn lo đâu thấy mẹ của thiên long nhìn mình khóc hoàng phượng rất khó xử Cô đi tới đứng khá xa cúi đầu chào. "Cháu chào bác ạ." À. Mẹ của Thiên Long ngoắc tay với Hoàng Phượng, y muốn cô lại gần. Bà nói nhìn mẹ của Thiên Long, "Con vào trong gặp ba trước đi, mẹ muốn nói chuyện với cô gái này một lát." Thiên Long nói với Hoàng Phượng, "Đây là mẹ của tôi." Sau đó anh đi thẳng vào bên trong biệt thự. Vừa vào tới phòng khách đã thấy người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi trên ghế sofa trên tay của ông còn cầm một chiếc roi da ông là huỳnh thành công chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản thiên long nói cách khác ông chính là chủ nhân người sáng lập tập đoàn bất động sản này thiên long nhanh miệng con chào ba có việc gì mà ba gọi con về gấp thế ạ à? dứt lời thiên long ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông thành công ông thành công đạp mạnh chiếc roi da lên bàn trước bàn kính khiến gây ra một tiếng động lớn ông nhìn thiên long mà quát anh quỳ xuống cho tôi thiên long không hiểu chuyện gì nhưng trước sự tức giận của ông thành công anh không dám cãi lại liền quỳ xuống không để thiên long đợi lâu ông thành công tiết lộ lý do em không biết mình là ai hay sao mà đi đánh nhau với người khác để tranh giành một con đàn bà nơi công cộng như vậy còn không có thiên long lập tức phản bác ông thành công vụt mặn mạnh chiếc roi da liên tiếp vào người thiên long anh còn cãi sao Tiếng tăm của anh hiện tại chỉ sợ là khắp đất nước Việt Nam này Không ai biết đến Mặc dù rất đau Nhưng mà anh không dám phản kháng Anh biết tính của ba mình Một khi mà anh cãi lại Thì chỉ càng làm ông mất kiểm soát Ông thành công nhìn người đàn ông trung niên Vừa đi đón Thiên Long và Hoàng Phượng về cao giọng Chú hai Dạ sư chủ tịch Ông thành công ra lệnh Chú mở clip lên cho nó xem Chuyện tốt mà nó đã làm xem nào chú hai nhanh chóng cầm điều khiển mở màn hình lớn trong phòng khách một lát sau trên màn hình xuất hiện clip thiên long và nguyên vũ sôi sát ở sân bay cam ranh trên màn hình là hình ảnh một nhóm người vừa cầm điện thoại vây quanh thiên long và hoàng phượng anh vừa kéo hai cây vali vừa che chở cho cô đi ra khỏi khu vực check in lúc này nguyên vũ đã nhìn thấy hai người anh chen qua đám đông để tiếp cận hai người thiên long không thể im lặng được nữa anh lên tiếng giải thích với ba của mình cô là trợ lý chuyên môn của con lại là em gái của bản thân con con không thể để người khác bắt nạt cô ấy trợ lý con vừa nói cô là trợ lý của con ông thành công không tin vào lời thiên long vừa nói nên hỏi lại bởi khi ông trao quyền điều hành tập đoàn bất động sản cho anh việc đầu tiên anh làm là điều chuyển hoặc là sa thải toàn bộ cấp dưới thân cận là nữ thay vào các vị trí đó là nam thiên long thành thật trả lời dạ vâng Cô ấy chính là chủ nhân của ý tưởng thiết kế khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Cô ấy cũng chính là người đạt giải nhất của thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình. Lượng thông tin mà ông Thành Công vừa nghe được về Hoàng Phượng khá lớn, khiến ông không tiêu hóa kịp. Con chào bác. Giọng của Hoàng Phượng vang lên ở cửa, hơi sự chú ý của ông Thành Công và Thiên Long. Thế cô gái đang đẩy xe lăn của vợ mình và cô gái trong clip kia là một Ông Thành Công cảm thấy khó xử. Ông phải tay với chú hai, y muốn tắt tivi, sau đó nói với Hoàng Phượng. "Cháu vào trong ngồi chơi." "Dạ, bác đừng quan tâm tới cháu, bác cứ tiếp tục xử lý công việc của mình đi ạ." À? Hoàng Phượng đẩy xe lăn của mẹ Thiên Long tới gần ông Thành Công, rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. Ông Thành Công nhìn cô niềm nở cười nói. "Cháu vào tập đoàn Thiên Long làm lâu chưa?" hoàng phượng rất bất ngờ với câu hỏi này của ông thành công bởi vì thực tế cô chỉ vừa ký hợp đồng với thiên long một tuần trước đó cô còn chưa chính thức đi làm cô nhìn thiên long để xem ý kiến của anh thế nào nhưng anh lại cao ngạo không thèm nhìn mặt cô vì vậy hoàng phượng nảy ra ý định trả thù anh cô lễ phép đáp lại cháu chưa có tốt nghiệp đại học ạ à? cháu chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu môi trường làm việc tại thiên long thế nào ra trường cháu mới quyết định ạ à? lời nói của hoàng phượng như một gáo nước lạnh dội vào người của thiên long lúc này anh tức đến đỏ mặt tía tai ánh mắt của anh nhìn cô như kiểu để xem tôi sẽ xử lý cô thế nào tiếp nhận ánh mắt của anh hoàng phượng không những không sợ lợi dụng điện thoại của cô có chuông báo tin nhắn cô lấy ra xem nhưng thực tế cô lén chụp lại hình thiên long đang quỳ cảm nhận được giữa con trai của mình và cô gái này có điều gì đó mập mờ ông thành công cười nói cháu học ở trường đại học nào hoàng phượng thật thả đáp dạ cháu học đại học xây dựng ạ à? cuối tuần tới là cháu bảo vệ đồ án tốt nghiệp ạ à? cũng sắp tới giờ ăn cơm tối rồi cháu lại ăn cơm với gia đình bác luôn nhé không đợi hoàng phượng lên tiếng đồng ý ông thành công nhìn chú hai nói chú đưa con bé lên phòng dành cho khách đi hoàng phượng biết ý của ông thành công đuổi cô đi để nói chuyện với thiên long nên cô cũng không nán lại Hoàng Phượng vừa đi Mẹ của Thiên Long mới lên tiếng Xong lại bắt thằng bé quỳ thế kia Ông Thành Công không trả lời vợ mình Mà nhìn Thiên Long hỏi Con bé chưa tốt nghiệp đại học à Dạ vâng Là con ép con bé làm trợ lý cho con phải không Bị nói trúng tim đen Thiên Long chỉ còn cách gãi đầu gãi tai Để né tránh câu hỏi của ba mình Về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm Thiên Long nhanh chóng đứng dậy đi về phòng của mình Cho Thiên Long đi khỏi Mẹ của anh mới nhìn thành công mà nói Đúng là giỏ nhà ai Qua nhà nấy Em nói năm xưa Nếu anh không ép em làm cho anh thành anh có được thằng con đẹp trai tài giỏi này của em không Mẹ của Thiên Long liếc nhìn ông thành công một cái Thế sao ông lại bắt đứa con trai tài giỏi của anh quỳ thế Ông thành công gãi đầu nói Anh hiểu lầm thằng bé đây mới đánh nó Em đừng giận anh nhé thấy bà mẹ của Thiên Long né tránh câu trả lời của mình, ông Thành Công nói tiếp. Thằng bé nói, "Con bé này chính là chủ nhân của ý tưởng thiết kế khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang, với cả khu đô thị cao cấp Mỹ Đình đó em." Mẹ của Thiên Long nghĩ, vì thế Hoàng Phượng xinh đẹp nên anh ép cô làm trợ lý cho mình, không ngờ cô lại có tài như vậy. Nhưng mà em thấy con bé có vẻ không quan tâm tới con trai của chúng ta. Bà nhìn ra được Hoàng Phượng rất hạ giả khi thấy Thiên Long bị phạt. Nếu cô có tình cảm với anh, cô sẽ cảm thấy thương xót anh khi anh bị phạt. Ông Thành Công nhìn bà mỉm cười. "Thì chúng ta giúp con trai của chúng ta một tay." Hoàng Phượng được chú Hai đưa lên phòng cho khách trên tầng 3. Tắm rửa xong, cô không dám đi tìm Thiên Long ngay, bởi vì không biết anh còn bị ông Thành Công phạt hay không. Cô nhàm chán mở cửa sổ ra ngắm cảnh. Phòng này có view hướng về sông Sài Gòn rất mát mẻ. Căn biệt thự này so với biệt thự của gia đình cô không hề kém cảnh Nếu biệt thự của gia đình cô xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ điển Thì biệt thự này thiết kế theo kiểu châu Âu hiện đại Từng đường nét, vật dụng trang trí ở trong nhà Đều mang hơi thở của một châu Âu Phòng dành cho khách ở thôi cũng rất sang trọng Khi thấy các tòa nhà cao tầng phía xa bắt đầu lên đèn Hoàng Phượng mới lấy điện thoại gọi cho Thiên Long Để hỏi anh khi nào có chuyến bay ra Hà Nội mọi hai cửa không thấy anh bắt máy, lại nghe tiếng chuông điện thoại phòng bên cạnh cửa hé mở Hoàng Phượng ló đầu vào xem xét nhưng không có Thiên Long trong đó nghe tiếng động phát ra từ phòng đối diện Hoàng Phượng nhìn sang thì thấy anh đang tập boxing lực tay của anh đấm vào bao cát rất mạnh cô nghĩ nếu không phải là một danh nhân chắc hẳn anh sẽ là một võ sĩ boxing tài năng Thiên Long chỉ mặc một chiếc quần đùi nên cơ thể đẹp như tượng tạ của anh được phơi bày hoàng phượng mải mê nhìn anh mà không biết mình bị chảy máu mũi từ khi nào thiên long chìa khăn giấy trước mặt cô và nói lau đi hoàng phượng ngơ ngác không hiểu ý của thiên long lau gì anh dùng khăn lau mũi cho cô rồi giúp cô đưa cho cô xem lúc đó cô nghĩ nếu có kẽ nở nào để chui xuống thì tốt biết bao bị bắt gặp xem trộm anh tập thể thao lại còn vì anh mà xịt máu mũi nữa đúng là mất mặt Thiên Long cũng không nán lại lâu Anh đưa khăn giấy cho cô rồi đi về phòng mình Thấy lưng của anh cô lập tức hét lớn Lưng của anh bị chảy máu kìa Thiên Long như không nghe lời Hoàng Phượng nói Vẫn lặng lặng đi về phòng của mình Nhìn thấy ba dấu hẳn dài trên lưng của anh đang dớm máu Cô nghĩ ngay tới lúc anh bị ông Thiên Long phạt hồi nãy Cô vẫn đứng ở cửa phòng của anh Chờ cho tới lúc anh tắm xong đi ra Cô tiếp tục lên tiếng Tôi nghĩ vết thương kia anh nên bôi thuốc nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy Lúc này trên người thiên long Chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ Đủ để che nửa thân dưới Ba vết thương dài trên lưng của anh Lộ ra chói mắt Thiên long ném cho hoàng phượng một ánh mắt khinh bỉ nói Không phải là cô rất hà giả Khi tôi bị ba phạt sao Hoàng Phượng vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào Tôi rất hả giả Nhưng tôi nghĩ vết thương này không đủ để anh chết đi Nếu mà nó lâu lành sẽ khiến anh đau đớn mà nếu anh đau đớn sẽ chút giận lên gấp dưới là tôi vì vậy tốt nhất anh nên bôi thuốc vào cho nhanh lành để người khác được nhờ thiên long bật cười thành tiếng khi nghe hoàng phượng lý luận anh đi tới giường nằm úp xuống nói nếu cô muốn được nhỏ thì tự bôi hộp thuốc kia nói rồi anh chỉ tay vào hộc tủ đầu giường hoàng phượng không còn cách nào khác là đi vào trong lấy lọ thuốc bôi và tăm bông cho thiên long Cô vừa chấm thuốc vào đầu tam bông Thì mẹ của Thiên Long xuất hiện ở cửa Nhìn thấy bà cô vội nhảy xuống giường Miệng lắp bắp Bác Mẹ của Thiên Long thấy Hoàng Phượng xấu hổ Thì vội nói Mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm Thiên Long làm bộ đau đớn nói Con bị đau không xuống ăn được đâu Mẹ nói cô hai bưng bữa tối lên cho con Với bạn gái con ăn ở trên này Mẹ của Thiên Long nở một nụ cười dịu dàng rồi gật đầu Lúc đi ra khỏi phòng bà còn cố tình khép cửa lại cho hai người tự nhiên mẹ của thiên long vừa đi khỏi thì hoàng phượng liền ném lọ thuốc xuống giường tố cáo anh anh là cái tên gian xảo ai là bạn gái của anh chứ anh tự đi mà bôi thuốc đi thiên long nở ra một nụ cười xảo quyệt nói tôi nói với ba tôi cô làm trợ lý chuyên môn cho tôi thì cô lại nói là cô chưa đi làm cô đang tìm hiểu môi trường làm việc của thiên long không phải cấp dưới thì chỉ có thể là bạn gái mới dẫn về nhà Tôi nói sai chỗ nào sao Hoàng Phượng đối lý không thể cãi lại Thiên Long Anh tiếp tục nói Vết thương nằm ở sau lưng của cô Tôi tự bôi thế nào đây Nếu cô không bôi thuốc dùm Thì tôi chịu vậy Anh đang ngồi dậy Thì bị cô đẩy xuống nằm lại Cô ngồi trở lại giường bôi thuốc cho anh Lúc bôi thuốc Cô còn cố tình miết dầu tăm bông thật mạnh lên vết thương Khiến anh đau đến mức Phải há miệng hít hà có một vết thương chạy dài xuống tận mông Vì vậy Hoàng Phượng giật mạnh chiếc khăn đang tắm Đang quấn nửa thân dưới của anh Để lộ vết thương cho cô dễ dàng bôi Thiên Long lên tiếng tố cáo Cô đừng có mà cậy thế tôi đang ở Tôi đang đau Mà dở trò sàm sỡ với tôi nha Tôi chiếu theo hợp đồng để phạt cô đấy Ai thèm Hoàng Phượng bực mình Cô đang bôi thuốc cho anh Anh không cảm ơn thì thôi Lại còn lên giọng kiểu đó Cô không thèm lấy tam bông nhúng thuốc rồi bôi từ từ nữa, mà cô bóp thật mạnh lọ thuốc đấy để thuốc chảy vào vết thương. Nhìn thuốc chảy lên người của Thiên Long, Hoàng Phượng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh bất ngờ để cô ngã xuống giường, sau đó nằm đè lên người của cô. Nãy giờ cô đùa bỡn cơ thể của tôi, giờ đến lượt tôi. Hoàng Phượng rơ lọ thuốc và tam bông trước mặt, ngăn không cho Thiên Long không áp sát mình. Anh mà giờ trò với tôi, tôi xịt lọ thuốc này vào người anh đấy. Thiên Long dễ dàng chế ngự hai tay của Hoàng Phượng Sự áp sát mặt của mình và mặt của cô rồi hỏi Nãy giờ cô sàm sỡ vị trí nào trên cơ thể của tôi Hoàng Phượng bị giữ chặt tay lại Hai chân cô đạp loạn xả Anh đừng có mà lấy ơn báo oán Tôi bồi thuốc cho anh Anh không cảm ơn thì thôi Lại còn vu oan tôi sảm sỡ anh là thế nào Bỗng có tiếng gõ cửa Ở bên ngoài khiến Hoàng Phượng càng hoảng sợ Anh mau tránh ra Có người gọi cửa kìa Hoàng Phượng vừa dứt lời Thì nghe tiếng mở cửa phòng Sau đó vang lên giọng nói của đàn ông Hình như Ta vào không đúng lúc thì phải Thiên Long rời khỏi người Hoàng Phượng Sau đó anh thản nhiên kéo chỉnh lại khăn tắm Ánh mắt cảnh cáo của anh hướng về người đàn ông Mày bỏ thói quen Chưa được sự đồng ý của người khác Đã tự ý vào phòng đi Người đàn ông mới vào tên là Hùng Bạn thân của Thiên Long từ ngày cấp 3 Anh là giám đốc của công ty thám tử gia đình với mạng lưới văn phòng Trải dọc khắp các tỉnh trên cả nước Năm học lớp 12 Trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 Mọi người chia cặp một nam một nữ Chơi trò chơi Thiên Long được ghép với một bạn nữ Nhưng vì chứng bệnh sợ gần phụ nữ Nên anh từ chối tham gia Chính vì lý do đó Hùng trêu chọc Thiên Long là gay Thiên Long tức giận cho Hùng một cú đấm Nhưng vì anh không biết lực của anh ta phát ra Lớn lên mức Làm ba gãy gãy ba chiếc xương sườn của Hùng Kết quả là thiên long bị ban giám hiệu nhà trường mời phụ huynh lên gặp lần đó về nhà ông thành công đã đánh thiên long một trận thừa sống thiếu chết và cũng từ đó thiên long biết trong cơ thể anh có một nội lực khá lớn sau lần lỡ tay đó thiên long và hùng trở nên thân thiết với nhau từ trước tới nay hùng chưa thường thấy thiên long chơi với phụ nữ chứ đừng nói là có bạn gái mỗi lần tới nhà thiên long chơi anh thường tự ý mở cửa sông vào bị thiên long tố cáo hùng vừa xoay người đi ra phía cửa vừa nói để tao làm lại nhé dẹp đi mày thiên long lấy quần áo mặc vào thấy vết thương trên lưng thiên long hùng cười lớn mày lại bị bắt gặp làm chuyện xấu hay gì hay sao mà được ông già mày vẽ bản đồ trên lưng vậy thiên long ném cho ánh mắt khinh bỉ nhìn hùng không thèm trả lời thấy vậy hùng chuyển đề tài sang hoàng phượng em là bác sĩ hay y tá vậy em làm ở bệnh viện nào có thể cho anh xin số điện thoại được không mai mốt nếu anh có bị đau ở đâu anh có thể gọi em tới chị thương được không bị hiểu lầm là bác sĩ hoàng phượng xấu hổ đến đỏ mặt cô vừa cất thuốc và tăm bông vào vị trí cũ vừa đọc tên một số điện thoại cho hùng khi bấm vào số máy hùng mới biết đó là số điện thoại của thiên long thiên long vỗ vai của hùng an ủi mày bỏ đi mà làm người hùng thúc cùi trỏ vào ngực của thiên long nói Ý của mày ta không phải là người chứ gì Hoàng Phượng Chỉ biết lấy tay che miệng cười với hai người này Vì có Hùng tới nên cả Thiên Long và Hoàng Phượng Cùng xuống dưới ăn tối Suốt bữa ăn Hoàng Phượng được ông Thiên Long và mẹ của Thiên Long Chăm sóc như con gái cưng của mình Ăn tối xong Hoàng Phượng ngồi nói chuyện với ba mẹ của Thiên Long Còn anh và Hùng ra căn lều gần bờ sông Sài Gòn hóng mát Từ khi nhìn thấy Hoàng Phượng Hồn vía của Hùng như phiêu giạt trên mây Hiện tại không có cô ở đây, anh mới có cơ hội hỏi thăm bạn mình. Ê mày, cô bé kia là bác sĩ thật à? Không phải. Là bạn gái mày à? Không, là trợ lý chuyên môn của tao. Hùng tỏ vẻ phấn khích. Mày gọi tao tới gấp như vậy là để giới thiệu cô ấy cho tao đấy hả? Mày bớt mơ mộng đi. Nói rồi, Thế Long đưa điện thoại của mình cho Hùng nói tiếp. Mày cho người theo dõi người này, 24 bốn trên 24 giúp tạo Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Nguyên Vũ mặc bộ vest màu đen trông rất lịch lãm, anh muốn hùng cho người theo dõi Nguyên Vũ, ven lo sợ đến sự an toàn của hoàng phượng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Một đêm định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.